Hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2013 và clip này đồ gỗ Đức Hiền .com xin được trân trọng giới thiệu quý vị clip về bộ này đang giao hàng về Lý Nhân, Hà Nam. Bộ ghế này là được quay theo yêu cầu của anh Hòa đang công tác ở Sơn La. Anh yêu cầu để chuyển về quê nhà là tí tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Nặng quá. Này clip. Chiếc này đang đưa lên ô tô. Và chúng tôi đang tiếp tục sản xuất thêm một số bộ nữa tương tự. Quý khách có nhu cầu xin gọi về kỹ sư Đức 0984666999. Chúng tôi xin được hân hạnh phục vụ. Ngoài ra thì trong cái xưởng phun này đang bày rất nhiều đồ. Đồ gỗ Đức Hiền nằm tại làng Mẫu Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và xin mời quý khách để biết thông tin thêm về các cái bộ bàn ghế khác và các cái hàng hóa khác của đồ gỗ Đức Hiền xin truy cập vào đồ gỗ đức hiền.com hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến kinh sĩ Đức 0984666999. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.